Giá Satoshi Papa ghi lại những hình ảnh của một ngày Tết đầu năm ở khu phố Gion sầm uất nhất Kyoto. Hành trình như thế nào và người theo dõi? Ở trời đang mưa lất phất. Ở đây mọi người đang đợi xếp hàng vào ăn. Bắc dọc trên con đường này là rất là nhiều cái điện bàn cờ. Satoshi đã đi bộ được 4 cây và đến được một cái vị trí này. Để đến được như thế nào mọi người theo dõi nha. Từ đây nhà Satoshi sẽ đi Tết đầu năm ở Nhật, mọi người cùng theo dõi. Wow, đây có hai con cá to nha chưa. Rồi ngay bờ sông luôn á, sông Kamogawa to cực kỳ luôn. Wow. Năm mới hơi xa rồi. À, giờ mình phải trèo lên lại. Để lặn lội. Quay video, hỡi cho Satoshi đừng xuống. Đây rất là nhiều ghế cho mọi người ngồi nghỉ chân trong lúc mà đang đi bộ mệt. Quá là sướng. Satoshi làm gì vậy? Hả? Sao Satoshi lượm đông ra đi à? Rồi sao Satoshi bỏ trong túi à? Mấy cái này đem về là người ta dùng để trang trí á. Nhìn dễ thương. Ủa sao cá sông này nhiều ghê luôn, to ghê chứ. Lấp ló rồi à. Khó nhìn thấy lắm papa ơi. Xa quá. Thấy một đàn luôn. Mờ quá thấy. Ba con luôn ha. Quá. 2, 3, 4, 5, 6. Một ổ luôn á. Nhiều quá nhưng mà nó hơi mờ mờ ảo ảo. Khó thấy. Nhiều ghê hả, con sông này to dễ sợ. Chỗ này bao câu cá to khủng rồi, làm chiên xù ngon lắm. Mà nhìn nó mờ mờ ảo ảo. Nhiều ghê luôn á. À, nhiều ghê ha. Sao tao thấy? Hôm nay sao? Hôm nay có cá nhiều. Con cá nhiều à? Sao tao thấy được thấy cá to ha? À. À, bên kia cũng có cá to nữa à? À, bên đó nữa à? À, sao nhiều cá dữ vậy ta thầy? Hôm nay ngày Tết là cá tập trung đông quá. Giống cái hầm á, sao tôi nói vậy? Tôi đi khói quá. Sao tôi xin lệ quá. Ở đây cái đường gọi hỏi hầm giữa cầu rất là đẹp luôn. Sao tôi xin cũng đi lên nữa. Mình gần đếm rồi sao tôi xin. Cái đó cây gì ha? Mama không biết cái cây này nữa. Ủa không à hả? Sao tôi xin tranh thủ. Wow. À, con đó có gì hả? Có gì mà đứng vậy à, đẹp ha. Ở bên Nhật là đâu không có chỗ ngồi hết á. Những vị trí đắc địa của Nhật lại là những cái này.
Đây chính là khu trung tâm. Vào đầu năm mới mọi người đi bộ. Họ làm lại rất là đông. Cái thành là làm bằng gỗ không luôn nè. À, papa nói người ta làm lại những cái thành này bằng gỗ này rất là an toàn luôn nè. Đằng sau nhà Satoshi Papa địa điểm này rất là đẹp luôn á. Từ đây nhà Satoshi sẽ đi dọc và ra khu phố Gion, trong những nơi sầm uất nhất của Kyoto. Phía trước mọi người có thấy đó chính là Bookshop, một trong những cửa hàng second hand đồ cũ, bán rất là nhiều thứ ở Nhật. Nhà Satoshi để đi qua bên này. Đường xanh kìa. Ôi nhanh đường xanh, mình phải chạy nhanh. Wow. Đây người đi bộ được ưu tiên hàng đầu. Wow, bãi giữ xe đạp này to rộng ghê luôn á. 30 phút miễn phí, 8 giờ 200 yên, sau 8 giờ mỗi 8 giờ 50 yên. Wow, còn trống quá trời luôn. Phải nó 200 yên chắc. Wow, đường này và nữa mùa hoa anh đào đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Ngày Tết ở Nhật, sau một chặng đi bộ khoảng tầm 4 cây, nhà Satoshi gần đến đường Gion rồi, khu phố sầm uất nhất. Vào ngày Tết mọi người theo dõi nha, chiếc xe thể thao. Và Satoshi đã đi bộ một chặng đường dài luôn. Đường bên trong nó là khu phố gì mà đông vậy? Dạ mình sẽ đi vô thử xem nha. Bình yên. Vào ngày Tết rất là giản dị. Rất là dễ thương. Ở đây cũng có nè papa này. Những chiếc xe này người ta sẽ chở mình đi quanh khu vực kia không? Giờ mình sẽ đi thẳng như thế này. Đầu năm mọi người sẽ mặc áo kimono để chụp hình rất là đẹp luôn. Ở đây họ nghỉ Tết rồi, hết papa này. Đây là khu vực quán ăn luôn mà cũng nghỉ Tết ha. Ở Việt Nam mình thì khác. Mình thử vô cái lối để thử xem sao đi nhá. Nhỏ xíu thôi. Sao tôi sẽ chạy vô đi. Rồi sao đi chạy tới. Sao chạy đi. Rồi sao chạy lối lại. Chạy lối lại. Đèn nó tự đỏ luôn. Chạy lối lại mama nè. Chạy lối lại đây. Chỗ này là bán lương nè. Cái phần ăn này là 1 triệu nè. Phần này nói chung giá nào cũng bằng nhau, gần như nhau. Nhưng rất tiếc là ngày Tết là khu vực này đóng cửa hết. Quán này có mở cửa này. Cũng mở này, tiệm cà phê. Bánh 378 yên. Mọi người đang đi vào. Nhìn nhỏ nhỏ thôi ha. Do cái con đường này không có kinh doanh nè, mọi người nghỉ Tết hết cho nên rất là vắng luôn á. Đó là một sự khác biệt. Ở đây người ta nghỉ Tết. Mình đi rẽ đường này xem thử ha. Thời tiết rất là lạnh mà anh bạn thấy thì mặc quần đuôi chạy thể dục. Đó. Một em Uma đang đợi Satoshi á. Đây là những cái điểm mà rất là đông khách vào ngày bình thường, mà hôm nay thì ngược thẳng khu vực này. Mình đi thẳng tới là cầu Tatsubibashi, rồi có thêm cái Daimyojin.
đó. Cái này là đi bộ đến 3 phút là Hanamikoji này là cái con đường mà nổi tiếng sầm uất của khu bốn chưa? À, giờ vắng vẻ mọi người tháo hồ chụp hình luôn. Đây toàn là những cây anh đào. Và mùa anh đào thì địa điểm này chắc chắn rất là hot luôn. Và số lượng quán ăn mở giới hạn. Mọi người đứng bên ngoài thưởng thức trà nóng trong lúc đợi. Như thế cũng được, hay quá. À, đây là quán coffee shop mà. Đây, thưởng thức trà nóng. Một là tách cà phê, một ly nước. Đa phần là khách Tây. Bây giờ ở đây rất là vắng, mọi người tha hồ mà chụp hình kimono. Mình yên nhẹ nhàng, rất là đẹp. Satoshi sẽ đi tiếp, mọi người theo dõi nhé. Giờ nhà Satoshi sẽ tiếp tục khám phá những con đường hốc hách nhỏ. Bây giờ trời vắng đến nỗi mà không, mọi người đi thoải mái chụp hình tạo dáng tha hồ luôn. Đây những cái lãng về phòng ngày Tết này. Ở tiệm ở đây có hai cái lãng rồi, to ấy là to. Đón tối vậy. Ủa sao nó chạy đâu vậy? Để đi lên lại. Wow sao tối quá. Đi lui lại. Tối quá. Không thấy ra tôi đi luôn. Một cái lối đi vào quán ăn rất là nhỏ luôn. Mình đã ra được Gion. À, thông rất là nhiều đường. Và ra cái khu này khác hẳn. Một kỳ đẹp. Thời tiết rất là lạnh nha mọi người. Bất chấp thời tiết, kỳ đẹp vẫn mặc được. Em bé cũng đi luôn. Tiệm mơ rất là đông ha. Tiệm mơ này rất là nổi tiếng. À, chỗ này sao tôi sẽ có đi rồi hả? Đây, rất là đẹp. Sao tôi sẽ lại băng qua cái đường này? Phía trước đó là ngôi đền Yasaka. Đây, giờ nhà sao tôi sẽ đi bộ qua đây. À, wow, đúng là ngày Tết người ta có treo gì khác hẳn à. Em vậy rồi. Em dậy rồi. Em ngủ khò khò nên cả nhà rất là thông thả. À, em dậy rồi à. Em khó chịu ở đây đó. Em ẻo ẻo. Em đừng có khóc là được ha. Hôm nay là em không khóc cho nên là không phải ẵm em. À, hai bạn nhỏ mặc đồ rất là dễ thương. Có cây lan rất là to đẹp ghê. Ờ, còn mới nở có một chùm mà. Để giờ em dậy đó. Ngay tại cái đẹp đó là mọi người tập trung đông đúc nhất luôn. Tiếp tục hành trình, nhà Satoshi sẽ đến khu phố cổ Gion. Trời đang mưa lất phất. Ở đây mọi người đang đợi xếp hàng vào ăn. À, những cái tuyến đường này khác hẳn với không khí ngày bình thường. Lý do là do quán ăn nghỉ. Những tuyến đường này giờ không có người luôn. Bắc dọc trên con đường này là rất là nhiều cái điện bàn cờ đẹp. Tôi sẽ lại đi cái kiểu gì đó đây. Ở bên Nhật bắt gặp là những cái thanh như thế này nó không biết có tác dụng để gì ha. Nhưng mà làm xanh trắng như thế này thì mọi người là không thể nào mà bỏ xe được luôn. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đó. Để cái góc hình tam giác này đây. Là một cái đặc trưng ở Nhật ứ. Ở đâu mọi người cũng sẽ thấy này. Đó, là kia cũng vậy. Bánh pi ra chị ngon ghê. Đàn lớp ư. Bây giờ hầu như là không thấy. Cuốn to gì sao ta xí hả? Sao chạy tới thử đi. Đứng bên cạnh chụp hình đi to ghê hả? À hay hay hay. À có cuốn nhỏ nữa hả? Bên cạnh có chiếc xe đẩy nữa. Em chơi một bộ màu vàng đẹp quá à. Đêm mùng 6 mới kinh doanh lại luôn quá. Người ta nghỉ hết dài ghê. À,
cái góc đường này có một cái bãi giữ xe lớn để thoải mái chứ. Rộng nó gần ngay luôn. Mình đi thẳng tới không biết sẽ ra đường nào ha. Ra là ngay cái con đường này là đi ra cái chùa Kaninji. Đây là lối vào cái chùa. Ở đây cây thông rất là nhiều. Là phi hành gia em vậy 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 vậy. Em làm giống phi hành gia đi. Em như con robot này phi hành gia à. Em ăn đồ ăn này, mọi người đang tập trung. Hay. Giúp mình đi thôi, đẩy xe sao tôi xin mệt quá, sao tôi giờ mà mệt quá. Xe đó đi cũng tiện, mọi người sẽ đi thoải mái. Cũng thích đi. À, sao tôi đi cũng thích đi hả? Nhưng mà ở nhà bà Nhi có xe này rồi. À, vô trong này là... À, bên trong này cũng có một cái đền nữa kìa. Papa, thử đi vào cái đền này thử xem. Thấy mọi người đang rất là đông. Dạ, mình đã đến được cái đền rồi. Nghe tiếng chuông ở bên trong rồi. À, thì ra đầu năm người ta tập trung ở các cái đền rung chuông cầu nguyện này. Mọi người đang viết những cái lá cầu nguyện này. Ô, chỗ này đông nha. Mọi người xếp hàng đông dài. À, lạ hết. Hôm qua rồi chưa lại á. Lấy bà con hả? Thank you.
ra xe taxi. Ra đi, ra xe taxi. Đi ra đây. À, lúc này Satoshi mới bóc đá về thế rửa tay vậy hả? À, thế à, rồi à, giờ con rửa cho sạch đi. Bắt đầu người ta lên đèn này, khu vực này cũng đẹp này. Lên chỗ Kiyomizu. À, con dốc nó cũng đẹp papa. Mình đi bộ và đến đây trời đã tối sầm luôn rồi. Và bây giờ 5 giờ hiện tại nhà Satoshi đi bộ được khoảng từ 1 giờ. Bây giờ 5 giờ đi được 4 tiếng rồi đó mọi người ơi. Từ cái con dốc này mình đi thẳng xuống là sẽ gặp cái đền Yasakayama. Giống như thịt ta quả quýt ha. Đấy. Có mấy chị đẹp mặc kimono này. Bọn con yêu to chưa? Mình mới coi này. À, nhìn ngon hấp dẫn ha. À, Satoshi Mama đi bộ một vòng là đã quay lại cái khu vực sầm uất Kyoto. Đến đây thì mọi người sẽ thấy rất là đông luôn. Đó, con đường phía trước có đèn sáng. Chính là phố Kyoto. Ai mà đến Kyoto thì đến đây vô này đó, Yasakajinja. Những ai mà đến Kyoto thì mọi người nhớ là đừng quên ghé Yasaka và cái Gion này vào ban đêm thì cực là đẹp, bởi vì lúc đó người ta lên đèn á, đẹp lắm. Cái bạn Satoshi này làm gì vậy? Đó, phía trước là đền Yasaka rồi. Giờ Satoshi Mama sẽ đi đường này. Quá đông ơi là đông ngay cái khu vực đèn đỏ. Ngay tại cái đèn đỏ là mọi người tập trung đông đúc nhất luôn. Con đường này bao giờ đông lắm. Mấy anh chị đã đi phía trước rồi mà. Sao tôi xin chạy theo. Nhìn đồ đẹp chưa, bắt mắt ha. Buổi tối đẹp chưa? Mình đã quay trở về khu đường rất là sầm uất lắm. Buổi tối khu vực này lên đèn đẹp cực kỳ. Bao mà đồ chua này. Cũng đông hết papa ơi. Ôi ở đây cũng đông nữa nè. Mọi người đứng chờ con Kha nghe hoa xì rồi. Tội con ăn cái này hả? Con gì dễ thương vậy kìa. Có cái cây chúc mừng năm mới này to ghê chứ papa kìa. To quá. Trời ơi cũng rất là đông. Lạnh mà thưởng thức ly trà nóng này, ngon này. Ở đây rất là đông đó. Mọi người vô thưởng thức trà nóng miễn phí. Tham quan. Mọi người thích thưởng thức trà này. Hai mọi người đang đứng đợi. Thank you.
Quay lại địa điểm buổi chiều lên đèn ở đây rất là đẹp luôn. À, ở bên Nhật là hay có biểu diễn đó, đường phố. Quá ha, ban đêm đông nghẹt à. Ôi trời, đông kinh khủng. Mua về làm quà. Satoshi Baba ghé vào mua một ít mặt để cho cái bánh này ngon để mọi người có thể mua về làm quà. Khi này cũng ngon này. Ăn nó sẽ tan trong miệng này. Nó hình nhìn giống đồng xu ha. Nhiều bánh ghê ấy. Mọi người có thể mua về làm quà này. Để ăn là cũng tan trong miệng luôn này. Đặc sản của Hokkaido này. Dễ thương ha. Mình quay một vòng là về lại bút ốp luôn. Trời tối rồi, bây giờ là 6:30. Hôm nay mọi người cùng gia đình Satoshi Mama đi tham quan một vòng thành phố, cái trung tâm của Kyoto và quay lại địa điểm chính khoảng tầm 4 giờ cái gì á. Bây giờ gần 7 giờ rồi. Nhà mình đi bộ là xuyên luôn. Thì mình xuất phát khỏi nhà là tầm 2 giờ mấy, khoảng 1 giờ gì á. 1 giờ rồi, sao tôi sẽ đi tôi để ở này. Đúng rồi. Dạ, mình đi thẳng tới coi phải có tuyến xe bus để mình về nhà không. À, em dạy thôi nè. À, lúc nãy giờ sau khi đi nhầm, bây giờ phải chạy qua bên này, ngồi đợi khoảng 10 phút. Sau tôi khi mà nghe đi bus với đến xà tàu là khoái đó. Đúng rồi, sau khi đứng đợi đây nè, khoảng 10 phút nữa xe bus mới đến con à. Dạ, đi từ sáng đã giờ Satoshi Mama đi từ trưa đến bây giờ trời tối hay là tối. Lúc nãy mình ghé vào bánh mua một ít bánh, mọi người có thể mua những cái bánh này để làm quà này cũng ngon này, có đậu này, ăn khá là ngon. Còn Satoshi ăn cái gì vậy ta? Có không hả? Có ice cream à? Ice cream à? Rồi lúc giờ Satoshi đang đợi xe bus, giờ Satoshi ăn bánh, em cũng ăn bánh. Giờ đây cái bánh của Satoshi ha, chỉ ngon ha. Bánh này mọi người mua về làm quà được rồi. Khá là ngon. Đây mọi người mua về làm quà cũng ngon này. Ăn vừa ăn vừa nhâm nhi xem tivi. Món khoái khẩu giờ Satoshi. Đậu nặng. À, bánh đậu nặng được không? Em cũng nhâm nhi luôn á. Em nhâm nhi nãy giờ. Chờ Satoshi đến rồi. Ẻo quá đây nha. Giờ mình đợi để cho biết đến rồi ha.
mình chuẩn bị lên nha. Xe bus đang làm gì vậy Satoshi hả? Hả Satoshi? Đèn đang tồn ba rồi, đèn đang dừng lại. Đang dừng đèn đỏ hả? Mình ở trong xe bus mình quay cũng đèn đi. Đèn đang sao đi kia không? Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi, sao đi dây dây coi. Quay đẹp ba ba. Ba 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 ba. Đẹp. Đẹp. Cái bài chỉ có nó to kìa. Mở cái đó bao không lỗ luôn. Xoay mặt lại mới có cái con kia dễ thương đó, là dễ thương quá ha. Tiệm địa hình có con gì sao tôi sẽ ghi ghi là quán cố.